Chí Tôn Chiến Thần Giang Sách. Chương 796, món quà. Giang Sách biết Kỳ Trấn nhất định sẽ đồng ý, nhưng anh cũng không có ý định lợi dụng Kỳ Trấn hoàn toàn. Anh chủ động nói, Chủ tịch Kỳ, cảm ơn ông đã đồng ý với lời đề nghị của tôi, để tỏ lòng biết ơn của mình, tôi quyết định tặng ông một món quà này có thể cải thiện được toàn bộ chi nhánh Giang Nam của Châu Báu Hằng Tinh trong thời gian ngắn. Ồ, khoa trương đến vậy sao, món quà đó là gì vậy? Giang Sách ho khan một tiếng, mở miệng đáp, trước khi trả lời vấn đề này, tôi muốn trả lời một vấn đề khác trước. Một vấn đề khác nữa sao? Không sai, Chủ tịch Kỳ, ông còn nhớ đến vấn đề mà Viên Nhai Vĩ đưa ra lúc mới bắt đầu trong phòng hội nghị kia không? Tôi nhớ, ông ta hỏi tôi là nếu hành động vào lúc này, Rick không chịu tham gia thì phải làm sao bây giờ? Chính là vấn đề này. Nhìn bên ngoài, thì kế sách lần này của Giang Sách đúng là vô cùng khéo léo, thành công cuốn Rip vào vòng xoáy rồi mạnh tay làm thịt anh ta. Nhưng nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì phải làm sao đây? Nếu kế hoạch của anh bị Rip nhìn thấu, hoặc là, mặc dù Rip muốn giành lấy, nhưng lại không đủ tài chính là để Đường Hoàng giành lại nó, thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ Châu Báu Hằng Tinh thật sự phải nuốt vào một số lớn mấy loại nguyên thạch rác rưởi như vậy sao? Đương nhiên, sẽ không có khả năng đó. Kỳ Trấn nói với vẻ vô cùng nghiêm túc, thực ra, vấn đề này đúng là khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, cậu Giang này, nếu Rip thật sự không đưa đầu ra chặn đường, vậy cậu định làm sao nữa? Giang Sách trả lời gói gọn trong một chữ vô cùng quyết đoán, mua. Mua. Đúng vậy, làm theo cách thường lệ, mua thôi. Có điều, tôi sẽ không mua đống hàng hóa tôi chọn ra kia, mà là mua đống hàng hóa còn thừa lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói chuyện với người thông minh, sẽ không cần phải nói quá nhiều. Chỉ một câu đó thôi, cũng đủ khiến Kỳ Trấn hiểu rõ toàn bộ vấn đề. Giang Sách đã dành hơn một tuần trời để tiến hành phân loại tất cả các loại nguyên thạch rác rưởi đang có sẵn trong kho, riêng đống nguyên thạch còn thừa lại kia thì không phân loại, chẳng phải tất cả đó đều là nguyên thạch chất lượng tốt sao? Mặc dù chúng chưa phải loại hàng cực phẩm, nhưng chắc chắn không thể là loại đá hầm cầu rác rưởi được. Nếu bỏ tiền thu mua đống hàng hóa đó, tuyệt đối sẽ không lỗ. Nói cách khác, nếu Rip không chọn cách giành lấy đống hàng mà anh đã chuẩn bị sẵn dành cho anh ta, vậy thì Giang Sách cũng phải có sự chuẩn bị phòng hờ, chẳng qua là nếu phải làm theo đường lui này thì sẽ không gây được đả kích lớn cho Rip như kế hoạch ban đầu. Kỳ Trấn cười, cậu Giang này, cậu đúng là người làm việc biết nhìn xa trông rộng, cân nhắc mọi trường hợp có thể xảy ra. Giang Sách cười một tiếng, rồi cố ý hỏi, vậy bây giờ, ông có muốn biết tôi đưa món quà gì tới cho ông không? Kỳ Trấn sửng sốt. Ngay sau đó, ông ta lập tức phản ứng lại, mở miệng dò hỏi, chẳng lẽ cậu đem tặng tôi phần hàng hóa còn thừa lại đó? Đúng vậy. Kỳ Trấn vừa mừng vừa lo, số hàng còn thừa lại đó mặc dù không phải đá hầm cầu, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả đều là nguyên thạch loại cực phẩm, bỏ ra hơn 20 tỷ đồng để mua chúng liệu có đáng không? Tuy là không đến mức lỗ, nhưng cũng chưa chắc đã lãi được nghìn nào. Giang Sách liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của Kỳ Trấn, cười ha ha nói, yên tâm, nếu đã là món quà, thì đương nhiên sẽ không có chuyện ông phải bỏ tiền. Không bỏ tiền mà có thể lấy đống hàng hóa trong kho hàng người ta về. Đang nói giỡn đấy à? Ba nhà cung cấp chính không phải kẻ ngốc, họ càng không phải những người đi làm từ thiện, sao có thể vô duyên vô cớ giao hàng cho Giang Sách được? Mặc dù trong lòng ông ta vẫn chưa thể tin, nhưng mà, đã có quá nhiều kỳ tích xảy đến với Giang Sách, anh chính là kiểu người mà mỗi thời mỗi khắc đều có thể tạo ra kỳ tích, nếu là chuyện từ miệng anh nói ra, thì nhất định sẽ thành hiện thực. Cho nên, Kỳ Trấn chọn tin tưởng anh. Được, cậu Giang, tôi chờ món quà của cậu. Giang Sách nhấp một ngụm cà phê, nói, vậy thì nhờ ông chuẩn bị tốt kho hàng để vận chuyển hàng hóa, một tuần sau, tôi sẽ chuyển hết số hàng còn thừa lại từ chỗ ba nhà cung cấp lớn lại đây. Được, vậy tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị cho cậu. Khu Giang Nam, tại Bệnh viện Nhân dân số 3 trong thành phố, trong phòng bệnh xa hoa. Rip Tổng Giám đốc Châu Báu Thiệu Anh đang nằm trên giường bệnh, hai mắt nhìn lên trần nhà, trong đôi mắt thất thần, vô lực ấy còn có chút uể oải ỉu xìu. Giờ phút này anh ta không có cách nào bình tĩnh nổi. Chỉ trong vòng một ngày mà tổn thất những 3 tỷ, chẳng những tiêu tốn toàn bộ tiền của công ty, mà còn thiếu nợ ngân hàng một đống tiền nữa. Không cần nghĩ cũng biết, trong vòng 2 ngày Châu Báu Thiệu Anh sẽ lập tức phá sản, rồi bị ngân hàng đem đi thế chấp với bên ngoài. Anh ta cực cực khổ khổ lâu như vậy,
vất vả làm việc mới có thể gây dựng được công ty, vậy mà lại bị hủy hoại trong một tích tắc. Không gì buồn hơn, tâm như chết lặng. Mặc dù Rip rất muốn phát tiết một lần ra trò, nhưng giờ phút này anh ta không còn chút sức lực nào nữa rồi. Tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục truyền đến. Là ông cụ Ngô, người trực tiếp lãnh đạo Rip, tất thảy những chuyện xảy ra với anh ta ở khu Giang Nam này có lẽ đã sớm bị người nào đó thông báo cho ông cụ Ngô rồi. Rip duỗi tay cầm lấy điện thoại. Alo, ông cụ Ngô, tôi thất bại rồi. Thật không khó để nghe ra sự uể oải trong giọng nói anh ta, mà cũng chẳng có ý định cầu xin, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để nghe ông cụ mắng cho một trận. Nhưng ai ngờ, đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói ấm áp. Rip, giờ cậu đã biết chiến thần Tu La lợi hại đến mức nào chưa? Tên giang sách đó, không chỉ có sức mạnh quân sự đáng gờm, mà đến cả việc mưu trí cũng gần như vô địch không ai sánh bằng. Đúng vậy, giang sách thật sự quá mạnh. Đối mặt với một đối thủ mạnh như vậy, thì dù có là một người thông minh như Rip cũng khó tránh khỏi việc bị ngã đau. Nước mắt lại trực trào nơi khóe mắt, lại một lần nữa không chịu nghe theo chủ mà lăn dài xuống, ông cụ Ngô không trách cứ anh ta, điều này lại càng khiến anh ta thêm oan ức và có cảm giác tủi thân. Anh ta vốn là một người hiếu thắng. Từ lần đầu tiên đụng độ với giang sách ở Milan, sau khi bị bại dưới tay giang sách một lần, Rip liền lập lời thề nhất định sẽ có ngày anh ta đánh rớt thể diện của giang sách. Kết quả đã thua lại càng thua thảm. Có một số người, đã được định sẵn là không phải người bạn có thể đánh bại. Ông cụ Ngô tiếp tục nói, năm đó, thời điểm giang sách vẫn còn ở Tây Cảnh, thật sự có thể dùng thần sát Phật để hình dung, ở Tây Cảnh, cậu có thể đắc tội với bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội với chiến thần Tu La. Thực lực của người đàn ông này, vượt xa trí tưởng tượng của cậu. Tôi nói cậu đừng chọc vào cậu ta, yên lặng lập nghiệp ở Giang Nam, đợi đến khi tôi qua đấy chúng ta sẽ cùng nhau làm nó trở nên lớn mạnh hơn, nhưng giờ xem ra là không được nữa rồi. Cả châu báu Thiệu Anh đã bị hủy hoại trong tay cậu rồi. Rip, giờ cậu tạm thời nằm trong bệnh viện tu dưỡng cho tốt, đợi đến khi cậu khôi phục rồi, thì hãy tới thủ đô đi. Thủ đô sao? Rip hơi sưng sốt, hỏi, ông cụ Ngô, ngài không tới khu Giang Nam sao? Ông cụ Ngô thở dài, vốn dĩ ban đầu tôi định tạo dựng chỗ đứng vững chắc ở khu Giang Nam này trước, sau đó mới tới thủ đô phát triển mạnh hơn, nhưng giờ thì như vậy rồi đó. Cậu ở khu Giang Nam đã làm hỏng bét hết cả rồi, châu báu hàng tinh trở thành thống lĩnh đứng đầu ngành sản xuất châu báu, tôi còn cần phải tới nữa sao? Cho nên, tôi quyết định cắm rễ ở thủ đô, phát triển luôn ở đây. Từ bỏ một số lợi ích của các đại gia tộc đó, dựa vào sức mạnh của bọn họ để phát triển bản thân. Sau khi làm lên tất cả rồi, lại trở về khu Giang Nam tìm chỗ đứng cũng không muộn. Vậy cho nên, Rip à, giờ là lúc tôi đang rất cần nhân lực đắc thủ cho mình. Cậu mau chóng khôi phục lại đi, rồi tới thủ đô giúp tôi một tay. Rip gật gật đầu, nói tôi hiểu rồi, ông cụ Ngô, ông yên tâm đi, CTO sẽ bình phục lại nhanh thôi. Được, tôi chờ tin tức của cậu. Lạch cạch, điện thoại ngắt kết nối. Rip dựa vào mép giường, tiếp tục nhìn lên trần nhà. Chỉ vì những sai lầm của anh ta, mà ông cụ Ngô buộc phải chuyển trọng tâm chiến lược của mình. Thậm chí còn phải từ bỏ một số lợi ích từ đại gia tộc ở thủ đô để đổi lấy đất sinh tồn. Tất thảy những chuyện này, đều tại sai lầm của anh ta. Hai tay Rip siết chặt thành nắm đấm, nghiến răng nói, giang sách, mày hại tao thảm thế này, còn làm hại ông cụ Ngô mất đi trọng tâm chiến lược, món thù này tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tao sẽ tới thủ đô, nhưng trước đó, giang sách à, tao nhất định phải khiến mày trả giá đắt. Rip hạ quyết tâm, trước khi rời khỏi khu Giang Nam. Anh ta nhất định phải trả thù được giang sách, mặc dù ông cụ Ngô đã dặn đi dặn lại trong điện thoại với anh ta là không được tiếp tục dây dưa thêm với giang sách nữa. Vào buổi chiều, trước cửa chi nhánh châu báu hàng tinh, một chiếc xe hơi nhỏ đỗ lại. Cửa xe mở ra, Đinh Mộng Nghiên bước từ trên xe xuống, cô đi tới trước mặt giang sách. Chồng à, sao tự dưng đang êm đẹp anh lại kêu em tới cửa hàng châu báu hàng tinh một chuyến làm gì? Giang sách khẽ mỉm cười. Anh cũng không nói thẳng với Đinh Mộng Nghiên về chuyện tổng giám đốc mới nhậm chức, chuẩn bị đem đến cho vợ một bất ngờ lớn. Anh ho khan một tiếng, mở miệng nói, là bởi vì công ty có hoạt động, một đợt giảm giá nữ trang. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, anh kêu em lại đây hôm nay, là muốn thông qua đợt giảm giá này, mua cho em một bộ trang sức, đi, vào xem đi. Phụ nữ, làm gì có ai là không thích mấy đồ trang sức lấp lánh giá trị. Huống hồ. Đinh Mộng Nghiên còn biết giang sách là giám đốc bộ phận thương mại châu báu hàng tinh,
cô cũng biết gần đây Giang Sách kiếm được không ít tiền lời từ công việc này, cho nên cô cũng không có ý định tiết kiệm cho anh làm gì. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, Đinh Mộng Nghiên đã vất vả nhiều năm rồi, chấp nhận sống cuộc đời quá chồng suốt 5 năm, đây là lúc Giang Sách nên đền bù lại cho cô. Hừ, xem ra anh vẫn còn chút lương tâm đấy. Hai người tay nắm tay cùng đi vào cửa hàng trang sức. Họ trực tiếp bỏ qua tầng 1, hai người đi thẳng lên tầng 2, ngắm nhìn những món trang sức được làm từ những viên đá quý cực phẩm. Trước đây, Đinh Mộng Nghiên còn không dám đi lên đây ngắm nhìn chúng nữa kìa. Trang sức ở nơi này, mỗi một món đều có giá khởi điểm lên đến 100 vạn, sang trọng quý hiếm khỏi phải bàn, một khi đặt chân vào đây, người ta có thể ngắm nhìn những món trang sức quý giá lên đến 1000 vạn bạc. Toàn bộ tầng 2, chỉ có thể dùng một từ để miêu tả, đắt. Nhưng đắt cũng có cái lợi của đắt, đúng với câu tiền nào của nấy thôi, châu báu ở đây, vừa lớn lại vừa xinh đẹp, không giống những món bán ở tầng 1. Ví dụ như viên đá quý mắt mèo kia, kích thước gần bằng một cái bóng đèn, nhìn vào nó khiến người ta cảm thấy lóa mắt. Đồ ở đây, thật là vừa đắt lại vừa xa xỉ, nhưng phải thừa nhận, chúng rất xinh đẹp. Đinh Mộng Nghiên vốn là một người phụ nữ, lại đặt chân vào vùng đất xa hoa này, nơi bị lấp đầy bởi những món trang sức châu báu xa xỉ, cảm giác giống như một đứa trẻ được dẫn vào cửa hàng đồ chơi, nhìn ngắm mọi thứ bằng đôi mắt sáng như sao. Vui vẻ, hưng phấn. Vào đúng thời điểm cô đang vui mừng không gì sánh nổi, thì một giọng nói sắc bén bất ngờ vang lên. Mộng Nghiên. Đinh Mộng Nghiên quay đầu nhìn lại, phát hiện ra người gọi cô là một người phụ nữ ăn mặc trang điểm vô cùng quyến rũ. Người phụ nữ này mặc theo phong cách sexy thời thượng, mái tóc nhuộm màu khẽ đung đưa như làn sóng lớn màu đỏ rực, đôi môi dày được tô màu son đỏ tươi, nhìn qua từ trên xuống dưới chẳng khác nào một con gà châu Phi sặc sỡ. Đinh Mộng Nghiên có chút sửng sốt, hình như cô đâu quen biết người phụ nữ này đâu. Người phụ nữ đứng đối diện cười khẩy, mở miệng nói, ồ, đúng là quý nhân thì hay quên chuyện, hoa hậu giảng đường cao cao tại thượng. Sao có thể có chút ấn tượng gì với loại tiểu nhân đứng tầng lớp dưới chót như chúng tôi đây? Cho cô một lời nhắc nhở, tiệc trung thu năm 3, bách điểu triều phụng. Ngay sau khi những từ khóa này vừa được nhắc đến, Đinh Mộng Nghiên lập tức nhớ ra gì đó. Cô chỉ vào người phụ nữ đang đứng trước mắt mình, hỏi với vẻ mặt không dám tin cô là Hắc Chí Mai. Xem ra cô đã nhớ ra rồi. Hắc Chí Mai ngẩng đầu, nhìn Đinh Mộng Nghiên với vẻ mặt lộ rõ vẻ khinh miệt. Bên trong ánh mắt cô ta tràn ngập sự phẫn hận và khinh thường, và dù là ai cũng có thể nhìn ra được là giữa cô ta và Đinh Mộng Nghiên chắc chắn đã từng xảy ra chuyện không mấy tốt đẹp. Chương 797, anh em tốt của Tổng Giám Đốc. Hắc Chí Mai và Đinh Mộng Nghiên là bạn học cùng trường đại học, nhưng không học chung lớp. Lúc ấy, vì Hắc Chí Mai có diện mạo xuất chúng hơn người, hơn nữa cô ta còn có mối quan hệ rất tốt với nhiều cán bộ hội học sinh, được khen ngợi là hoa khôi của trường. Vốn dĩ là tiệc tối trung thu năm ấy, được định sẵn là sẽ có màn biểu diễn vũ đạo, bài múa có tên Bách Điểu Triều Phụng, và Hắc Chí Mai chính là người đảm nhiệm nhân vật Phượng Hoàng. Kết quả là vào 2 ngày trước khi buổi tiệc bắt đầu, Hắc Chí Mai bị người ta tố giác là có quan hệ không sạch sẽ với cán bộ hội học sinh. Trường học sợ sẽ bị ảnh hưởng không tốt, chẳng những loại Hắc Chí Mai, mà còn tước đoạt nhân vật Phượng Hoàng của cô ta, và để một người có dung mạo tương tự. Dáng người đẹp không chê vào đâu được là Đinh Mộng Nghiên thay thế Hắc Chí Mai. Mà cũng nhờ Bách Điểu Triều Phụng lần đó, mà Đinh Mộng Nghiên trở nên nổi tiếng, chớp mắt một cái, cô trở thành hoa khôi học đường trong mắt muôn vàn các nam sinh khác, trở thành người tình trong mộng của mọi người. Mà cũng từ đó về sau, Đinh Mộng Nghiên chính thức làm lu mờ Hắc Chí Mai. Chính sự cao cao tại thượng lạnh lùng và khuôn mặt đẹp của Đinh Mộng Nghiên đã khiến Hắc Chí Mai thất bại thảm hại, và cũng từ lúc đó, mỗi lần Hắc Chí Mai nhìn Đinh Mộng Nghiên, trong mắt cô ta chỉ toàn sự hâm mộ ghen ghét và cả phẫn hận. Sau khi tốt nghiệp, cả hai chẳng liên quan gì đến nhau. Hắc Chí Mai ra nước ngoài, nghe nói là gả cho người nào đó bên nước ngoài, ôm đùi đại gia thành công, sống cuộc sống phu nhân giàu có. Thật không ngờ, sau nhiều năm trôi qua, lại có thể gặp nhau ở chỗ này. Nhiều năm trôi qua, Hắc Chí Mai cũng thay đổi khá nhiều, mặc toàn đồ ngoại. Mà trang điểm thì trông chẳng khác gì đang hóa trang thành một con gà châu Phi, không nhìn kỹ thì chắc chắn sẽ không nhận ra. Cô ta nhìn Đinh Mộng Nghiên một lượt từ trên xuống dưới, trong lòng thầm đánh giá, sau đó cười khẩy, thật không ngờ đấy, tôi vừa mới về nước, người quen đầu tiên mà tôi gặp lại chính là cô. Sao hả, đã nhiều năm không gặp rồi, hoa khôi giảng đường của chúng ta sao lại ra nông nỗi lưu lạc ở cửa hàng châu báu làm nhân viên bán hàng vậy?
Ninh Mộng Nhiên nghe cô ta nói vậy xong, trong lòng đương nhiên sẽ không thoải mái. Cô nghĩ sao nói vậy, tôi không phải nhân viên bán hàng, tôi tới đây để chọn trang sức. Sao cơ, chọn trang sức châu báu ấy hả? Cô sao? Hắc Chí Mai cười ha ha, mối thù hồi còn đi học ấy, cuối cùng cô ta cũng tìm được cơ hội trả lại rồi. Hắc Chí Mai chỉ Đinh Mộng Nghiên, mở miệng, một tháng cô kiếm được bao nhiêu tiền? Cô thử nhìn trang sức ở nơi này xem, có món nào là thấp hơn con số trăm vạn không? Cô mua nổi không mà đòi. Đúng thật là vậy, giờ Đinh Mộng Nghiên đã không còn đi làm nữa, cô cũng không có cổ phần của gia tộc, thuộc top người không có nghề nghiệp gì. Nhưng không quan trọng, cô còn có chồng. Giang Sách chính là giám đốc bộ phận thương mại châu báu Hằng Tinh, đây là địa bàn của anh, không có chuyện cô bại trước đối phương. Vì thế, Đinh Mộng Nghiên lập tức ôm cánh tay Giang Sách, hừ lạnh một tiếng, chồng tôi sẽ mua giúp tôi. Chồng cô sao? Hắc Chí Mại lại nhìn Giang Sách một lượt từ trên xuống dưới, nhìn quần áo trên người Giang Sách chỉ toàn mấy món vỉa hè rẻ tiền, không nhịn được phụt cười thành tiếng. Mộng Nghiên ơi là Mộng Nghiên, cô nói lúc ấy còn trên ghế nhà trường cô đường đường là hoa khôi của trường, người theo đuổi cô cũng đâu có ít, tại sao kết quả lại gả cho kẻ nghèo hèn như vậy? Đinh Mộng Nghiên lập tức đáp trả, ha ha. Hiện tại chồng tôi chính là giám đốc bộ phận thương mại chi nhánh Giang Nam của châu báu Hằng Tinh. Cái gì? Hắc Chí Mai nhìn Giang Sách đánh giá lại lần nữa, không thể tin được một người đàn ông ăn mặc giản dị hết mức như vậy lại có thể là giám đốc thu mua châu báu Hằng Tinh. Thước đo so sánh giữa những người phụ nữ, là cái gì? Chẳng phải là so người đàn ông của mỗi người sao? Hắc Chí Mai cũng không ngờ Đinh Mộng Nghiên lại được gả cho một người đàn ông có tiền, nhưng cũng chẳng sao cả. Bởi chồng của Hắc Chí Mai cô ta, lại càng giàu hơn nữa. Chồng à, Hắc Chí Mai nũng nịu hô lên một tiếng. Ngay lập tức, một người nước ngoài cỡ tuổi trung niên đã đi tới, ông ta duỗi tay ôm lấy Hắc Chí Mai, mở miệng, ồ, em yêu, em có chuyện gì sao? Hắc Chí Mai rúc trong lồng ngực ông ta giống một con chim nhỏ, ra vẻ yếu ớt đáng thương nói, chồng à, anh nhìn người ta xem kìa, người ta là giám đốc thu mua châu báu Hằng Tinh chi nhánh Giang Nam đấy, lợi hại chưa? Người nước ngoài nọ nghe vậy xong thì cười ha ha. Ông ta nhìn Giang Sách bằng ánh mắt khinh thường, giám đốc thu mua thì là cái thá gì chứ? Cậu có biết tôi là ai không hả? Hai tay Giang Sách thong dong đúc trong túi quần, đúng là tôi không biết. Người nước ngoài nói, cậu không biết tôi cũng không sao hết, gọi tổng giám đốc châu báu Hằng Tinh Viên Nhai Vĩ ra đây, ông ta biết tôi. Giang Sách cố ý làm vẻ mặt thật cẩn thận, mở miệng hỏi, ô, ngài quen Viên Nhai Vĩ sao? Đương nhiên, người nước ngoài chu miệng, nói với vẻ khoe khoang hết sức, tôi và tổng giám đốc các người là bạn tốt nhiều năm. Tôi nói ông ấy khai trừ ai, ông ấy sẽ lập tức khai trừ kẻ đó. Người nước ngoài chỉ Giang Sách, cho nên thằng nhóc cậu, đứng trước mặt tôi thì nên biết phép tắc một chút, đừng tưởng cậu làm được cái chức giám đốc thu mua thì ghê gớm lắm. Chỉ cần tôi nói với người anh em viên của tôi hai câu thôi, thì cái chức giám đốc thu mua của cậu cũng bay gọn trong một giây. Giang Sách giơ ngón tay cái lên, chậc chậc, ngài đúng là rất có bản lĩnh. Người nước ngoài tưởng Giang Sách đang khen mình thật, nên càng nở mũi khoe khoang. Đồng thời, Hắc Chí Mai cũng sướng chết mất thôi, cuối cùng, cô ta cũng thắng Đinh Mộng Nghiên. Năm đó khi ở trường học cô ta bị cô cướp sự nổi bật, rốt cuộc bây giờ cũng có thể ra oai một vố. Giám đốc thu mua thì sao chứ? Chồng Hắc Chí Mai quen biết tổng giám đốc Viên Nhai Vĩ, chỉ mất một giây để khai trừ anh. Cho nên, trước mắt Hắc Chí Mai, Đinh Mộng Nghiên cô phải thành thành thật thật, núi còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Đinh Mộng Nghiên bĩu môi, trong lòng buồn muốn chết. Bình thường cô vốn dĩ không phải kiểu người thích đua đòi so đo với người khác, nhưng trước mặt Hắc Chí Mai này, cô thật sự không muốn chịu thua kém. Người phụ nữ này từ lúc còn đi học đã luôn nhằm vào cô ở khắp mọi nơi, chèn ép cô. Thật không ngờ đã nhiều năm trôi qua như vậy. Cô ta vẫn không từ bỏ việc chèn ép cô. Trong lòng Đinh Mộng Nghiên thật sự không thoải mái chút nào. Lúc này, Hắc Chí Mai đã kiêu ngạo đến điên rồi, mở miệng nói, được rồi, Mộng Nghiên à, hôm nay cô có thể làm nhân viên tư vấn mua đồ cho tôi đấy. À, không nghe thấy à, hôm nay cô phải tư vấn tôi mua mấy đồ trang sức ở đây, làm người hầu đi theo gót tôi, có hiểu không? Đinh Mộng Nghiên giận dữ nói, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì à? Dựa vào việc chồng tôi là bạn tốt của tổng giám đốc các người đấy, là anh em tốt, chỉ một câu nói của chồng tôi, chồng cô sẽ bị đuổi việc trong một giây. Nếu cô không muốn chồng mình thất nghiệp,
thì hôm nay hãy đi theo tôi, ngoan ngoãn làm người hầu của tôi. Hành động này thật đúng là khinh người quá đáng. Ninh Mộng Nhiên muốn phát tiết với cô ta mấy lần liền, nhưng lần nào cũng phải cố nhịn xuống. Cô có thể nổi giận, rồi xoay người bỏ đi luôn, nhưng Giang Sách phải làm sao bây giờ? Giang Sách phải vất vả lắm mới có được vị trí như ngày hôm nay, nếu chỉ vì sự tùy hứng nhất thời của cô mà hại anh mất đi công việc tốt, vậy quả thực không đáng chút nào. Sau khi cân nhắc mọi chuyện, cuối cùng Ninh Mộng Nhiên vẫn chọn cách không ầm ĩ với Hắc Chí Mai. Hai, oan ức một chút thì có làm sao chứ? Chỉ cần có thể giúp Giang Sách giữ được công việc của mình, Đinh Mộng Nhiên tình nguyện để bản thân chịu oan ức một chút. Nhưng mà, cả kể Đinh Mộng Nhiên có tình nguyện, thì Giang Sách cũng không muốn. Không để Đinh Mộng Nhiên kịp mở miệng đáp lại, Giang Sách lập tức ra vẻ nghi vấn, mở miệng dò hỏi, vậy thì, nếu ngài và Tổng Giám Đốc Viên Nhai Vĩ là bạn tốt, là anh em tốt của nhau, vậy chắc hẳn ngài đã biết chuyện của ông ta rồi nhỉ? Người nước ngoài nhíu nhíu mày, chuyện gì? Giang Sách cười khẽ một tiếng, cũng không có chuyện gì ghê gớm lắm đâu, chỉ là Tổng Giám Đốc Viên Nhai Vĩ đã bị công ty khai trừ rồi, còn phải bồi thường công ty hơn 1.000 vạn. À, nghe xong lời này, cả người nước ngoài lẫn Hắc Chí Mai đều sững sờ. Lần ra oai dồn ép này, có lẽ thất bại rồi. Chương 798, hợp đồng mời đảm nhiệm chức vụ. Hắc Chí Mai và ông chồng người nước ngoài của cô ta nhìn thoáng qua nhau, nét mặt người nào người nấy cũng lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Bọn họ cố tình giễu võ dương oai chỉ dựa vào ba chữ Viên Nhai Vĩ, kết quả Viên Nhai Vĩ bị đuổi cổ khỏi công ty bọn họ cũng không biết, đúng là mất mặt. Đương nhiên, Đinh Mộng Nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cô mở miệng nói móc, ồ, hóa ra chuyện bạn bè tốt của mình bị đuổi cổ các người cũng không biết à. Chậc chậc, đúng là tình nghĩa bạn bè sâu nặng nha. Hắc Chí Mai không nghe nổi nữa, nổi đóa đáp, cô nói cái gì? Dù không có Viên Nhai Vĩ, chồng tôi cũng là một thiết kế sư hàng đầu đấy, lấy thẻ xanh nước ngoài, cái loại cây nhà lá vườn của cô có thể sánh nổi không mà oai. Ninh Mộng Nhiên, tôi nói cho cô biết, hôm nay tôi sẽ chiến đấu đến cùng với cô. Chỉ cần là những món trang sức cô nhắm tới, tôi đều sẽ giành lấy, hôm nay cô đừng mong mua được bất cứ cái gì ở đây. Tôi sẽ cho cô biết, người nghèo thì hãy ra dáng người nghèo đi. Đừng có lúc nào cũng chỉ há mồm khoe khoang. Đây là bị buộc phải nóng nảy. Nhưng những lời nói của cô ta quả thực có tính đả thương rất cao, vốn dĩ Đinh Mộng Nhiên tới đây với tâm trạng vui vẻ lựa chọn trang sức châu báu, nhưng nhìn tình hình trước mắt, e là hôm nay cô sẽ chẳng mua được gì. Hắc Chí Mai ngẩng đầu lên, cái mũi hếch về phía Đinh Mộng Nhiên, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Ông chồng người nước ngoài của cô ta cũng gật gật đầu. Mở miệng, ghét nhất là việc nói chuyện với đám người nghèo các người, lúc nào cũng chỉ biết dùng số tiền lương 1 năm của mình để khiêu chiến tiền tiêu vặt của tôi, các người sống thật lên một chút có được không? Có đôi vợ chồng này ở đây, Đinh Mộng Nhiên đừng nghĩ mua được cái gì. Mặc dù không có mối quan hệ với Viên Nhai Vĩ, thì Hắc Chí Mai cũng một hai phải đánh bại Đinh Mộng Nhiên, để trả thù mối hận năm đó. Đinh Mộng Nhiên vừa lo vừa tức. Lúc này, Giang Sách cầm tay Đinh Mộng Nhiên. Nói với vẻ chẳng có chút nào là hoang mang, vợ à, em yên tâm đi, hôm nay em có thể chọn bất kỳ món trang sức nào em thích, nhìn chúng cái nào thì mua cái đấy, người khác chắc chắn không thể giành với em được, thậm chí nếu em cảm thấy có ai đó khiến em không vừa mắt, em có thể đuổi họ cút đi ngay lập tức, không cần để mấy người thừa thãi đó ở đây làm ảnh hưởng tâm trạng của em. Cái gì? Tất cả mọi người đều đảo mắt nhìn về phía Giang Sách với vẻ nghi hoặc khó hiểu. Mặc dù anh đúng là giám đốc thu mua châu báu hàng tinh, nhưng quyền lực cũng không lớn đến mức đấy chứ. Anh không phải tổng giám đốc, chủ tịch thì lại càng không. Hắc Chí Mai phụt cười, khẩu khí cũng không vừa, lại còn muốn đuổi ai đi thì sẽ khiến người đấy cút đi. Sao hả, sau khi Viên Nhai Vĩ bị đuổi cổ, họ chọn anh là tổng giám đốc à? Giang Sách lắc lắc đầu, không có. Không được cơ à, anh không phải tổng giám đốc, thì đứng đây giả bộ ra oai cái quỷ gì? Giang Sách cười ha ha, căn cứ theo thông báo mà Chủ tịch Châu Báu Hằng Tinh đưa ra, khai trừ Tổng Giám Đốc chi nhánh Giang Nam của Châu Báu Hằng Tinh Viên Nhai Vĩ, đồng thời mời cô Đinh Mộng Nhiên tới nhận chức phụ Tổng Giám Đốc. What? Lần này, mọi người lại càng thêm mờ mịt. Để Đinh Mộng Nhiên tới tiếp nhận vị trí này, dựa vào cái gì chứ? Cô và ngành sản xuất Châu Báu chẳng có bất kỳ quan hệ gì. Chưa kể, trước đây cô và Châu Báu Hằng Tinh cũng không hề có liên quan, cô cũng chưa từng làm việc ở đây. Để một người ngoài cuộc như vậy đảm đương vị trí tổng giám đốc, có thể khiến mọi người phục sao? Đương nhiên, Hắc Chí Mai không tin.
cô ta có thể ngậm đắng nuốt cay tin Giang Sách sẽ đảm nhận vị trí tổng giám đốc, nhưng có chết cũng không tin Đinh Mộng Nghiên làm tổng giám đốc, định diễn trò hề xuyên quốc gia à? Hắc Chí Mai há miệng nói làm mỉa mai châm chọc, này này này, Mộng Nghiên, cô nên trông chừng chồng mình cho tốt vào đi, cả ngày chỉ biết nói nhăng nói cuội. Ban ngày ban mặt đi nói mớ, đúng là muốn người ta cười chết mà. Người nước ngoài cũng phụ họa theo, hôm nay tôi đã được mở mang kiến thức, cái gì gọi là ăn nói bừa bãi, đúng là lợi hại. Không chỉ có bọn họ, ngay cả Đinh Mộng Nghiên cũng không tin. Sức nặng của cô đến đâu, bản thân cô là người rõ ràng nhất, châu báu hàng tinh là một xí nghiệp lớn như vậy, sao có thể tùy tiện để một người ngoài như cô đảm nhận chức vụ tổng giám đốc chi nhánh. Không hợp quy tắc, và cũng không hợp với lẽ thường. Đinh Mộng Nghiên kéo ống tay áo Giang Sách, chồng à, hôm nay anh bị làm sao vậy? Toàn ăn nói hàm hồ không? Giang Sách khẽ cười, vợ, đây chính là mục đích lớn nhất khi anh gọi em tới châu báu hàng tinh hôm nay. Dứt lời, anh vỗ vỗ tay. Ngay lập tức, một nhóm nhân viên an ninh chạy tới bao vây hiện trường, đồng thời, một nhân viên phòng tài vụ bê một cái khay tới, trên khay đặt một bản hợp đồng. Nhân viên tài vụ kia đi đến trước mặt Đinh Mộng Nghiên, nói với điệu bộ cung kính, cô Đinh, đây là hợp đồng mời gia nhập công ty chúng tôi, dựa trên lời kiến nghị của Chủ tịch Kỳ Trấn. Công ty chúng tôi hy vọng cô có thể đảm nhận chức vụ tổng giám đốc chi nhánh Giang Nam. Trận địa lớn như vậy, không thể giả được. Có nhân viên an ninh vậy quanh, lại còn có cả người bên bộ phận tài vụ đích thân dâng hợp đồng lao động lên tận mặt như vậy. Một trận địa được ba trí cẩn thận xa hoa thế này, có muốn nghĩ là giả cũng rất khó. Đinh Mộng Nghiên mờ mịt. Hiện tại cô có vui sướng cũng không kịp, đầu óc chỉ toàn dấu chấm hỏi, không hiểu nổi chuyện đang diễn ra trước mắt. Đây cũng là phản ứng thường thấy khi niềm vui lớn bất ngờ ập xuống đầu mình. Cánh tay Giang Sách khẽ đẩy đẩy người Đinh Mộng Nghiên, anh mở miệng nói, vợ, em còn đứng thất thần ra đấy làm gì? Đi tới xem thử bản hợp đồng đó đi. Sau khi đặt bút ký tên lên bản hợp đồng lao động đó, em chính là tổng giám đốc chi nhánh Giang Nam của châu báu hàng tinh, vị trí của viên nhai vĩ, sau này chính là của em. Đúng rồi, sau này em cũng chính là người trực tiếp chỉ đạo anh. Đinh Mộng Nghiên ngây ngốc nhìn Giang Sách, giờ khóc giờ cười nói, không phải chứ, chồng, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Giang Sách nói đúng sự thật, viên nhai vĩ bị khai trừ, cần phải có người đứng ra tiếp quản vị trí của ông ta, anh đã đề cử người với chủ tịch, và chủ tịch đồng ý, mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Có quỷ mới tin mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy, nhưng mà, sự thật đã rành ra trước mắt, không tin cũng phải tin. Hạnh phúc tới quá bất ngờ, Đinh Mộng Nghiên cảm thấy không quen, không biết có nên đặt bút ký tên lên đó hay không, với năng lực như cô mà có thể đảm nhận chức vụ tổng giám đốc sao? Nếu cô không đảm đương nổi sức nặng của nó thì làm sao đây? Chết thì chết vậy, mặc kệ đi. Đinh Mộng Nghiên cũng không rảnh đi quan tâm nữa, mặc kệ bản thân có không thích hợp, ký rồi tính tiếp. Cô cầm bút, ký tên mình lên bản hợp đồng, ấn dấu vân tay, ký một lèo xong ba lần. Phòng tài vụ giao một bản hợp đồng cho Đinh Mộng Nghiên. Cô giữ một bản, hai bản còn lại chúng tôi xin phép mang đi. Cô Đinh, chúc mừng cô, từ giờ phút này trở đi, cô chính là tổng giám đốc chi nhánh Giang Nam của châu báu hàng tinh chúng tôi. Chào tổng giám đốc. Nhân viên tài vụ cung kính cúi đầu, khom lưng 90 độ, dáng vẻ tôn kính hết mức có thể. Có người đi đầu, những người khác đương nhiên cũng không chấp nhận bị bỏ lại phía sau, thi nhau khom lưng 90 độ chào. Chào tổng giám đốc, nhân viên an ninh, nhân viên tư vấn mua đồ, người phục vụ, bộ phận tài vụ, tất cả đều khom lưng cúi chào Đinh Mộng Nghiên, cảnh tượng này, thế trận chiêng trống vang trời, pháo nổ đồng thanh, cờ đỏ phấp phới, biển người tấp nập. Mặc dù là người đã quen nhìn những cảnh tượng hùng hồn như Đinh Mộng Nghiên, giờ phút này cô vẫn có cảm giác không thể chịu nổi. Đơn giản là vì trước kia cô chỉ nhìn người khác được khen, bây giờ đến lượt cô được người ta cung kính khen. Tự nhiên cảm thấy có gì đó không quen. Được rồi, mọi người hãy đi làm việc của mình đi. Đinh Mộng Nghiên nói. Tuân mệnh. Mọi người bắt đầu tản ra. Tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh, Đinh Mộng Nghiên mơ mơ màng màng tự dưng lại trở thành tổng giám đốc chi nhánh Giang Nam của châu báu hàng tinh. Kể từ bây giờ, tất thảy mọi thứ ở nơi này đều phải nghe theo cô. Mà Hắc Chí Mai và người nước ngoài thì chỉ biết trợn tròn mắt đứng nhìn. Vừa rồi vẫn còn luôn miệng rằng co với Đinh Mộng Nghiên, nói cái gì mà sẽ tuyệt đối không để cô có thể mua được món trang sức cô yêu thích. Giờ thì sao rồi? Người ta là tổng giám đốc, muốn mua cái gì thì mua cái đó,
thậm chí nếu thấy nhìn bạn ngứa mắt quá, thì có thể tùy ý bảo nhân viên an ninh đuổi bạn cút đi, làm sao mà sánh được với người ta chứ? Suy cho cùng, Hắc Chí Mai phải đi ôm đùi đàn ông mới có tiền tiêu xài, những gì cô ta có được là dựa vào việc hy sinh thanh xuân của mình để gả cho một gã trung niên người nước ngoài. Giờ nhìn lại Đinh Mộng Nhiên người ta xem, tay làm hàm nhai. Bản thân có bản lĩnh thì lên nhậm chức tổng giám đốc, có tiền có thế. Năm đó Hắc Chí Mai thua kém Đinh Mộng Nhiên. Hiện tại đến cái bóng của Đinh Mộng Nhiên cũng không phải thứ Hắc Chí Mai có thể nhìn được, cô ta bị vứt lại quá xa. Tất cả sự kiêu ngạo khí thế hùng hồn trước đó hoàn toàn biến mất, Hắc Chí Mai bị khí thế Đinh Mộng Nhiên chèn ép đến không thể thở nổi, hận không thể lắp hai cái cánh lên người rồi bay nhanh khỏi đây. Cô ta biết rõ, Đinh Mộng Nhiên chắc chắn sẽ không để cô ta tiếp tục mặt dày ở đây xem đồ, nhất định sẽ đuổi cô ta cút đi. Thay vì đợi Đinh Mộng Nhiên mở miệng đuổi cút, chỉ bằng cô ta tự rút lui trước. Nhưng đúng lúc Hắc Chí Mai chuẩn bị quay người rời đi, Đinh Mộng Nhiên lại mỉm cười nói, bạn học cũ đừng đi gấp vậy chứ, xem thử lần nữa đi. Hắc Chí Mai hừ lạnh một tiếng, còn có gì xem nữa? Đinh Mộng Nhiên cười nói, bây giờ tôi là chủ ở đây, nếu đã từng là bạn bè với nhau, vậy thì tôi sẽ không bạc đãi cô muốn mua cái gì thì cứ mua, mỗi món đồ mà cô chọn sẽ được giảm giá 20%. Dứt lời, Đinh Mộng Nhiên liền xoay người rời đi. Đây là có ý gì? Chẳng những không đuổi Hắc Chí Mai đi, còn giảm giá 20% cho cô ta. Hắc Chí Mai dò hỏi, Đinh Mộng Nhiên, cô có ý gì? Cô không định mua nữa sao? Đinh Mộng Nhiên dừng bước chân, đầu hơi hơi nghiêng lại, cười nói, hiện tại tôi là tổng giám đốc chi nhánh Giang Nam, trang sức châu báu ở đây tất cả đều do tôi quản, nếu tôi muốn đeo chúng, thì cứ tùy tiện lấy một cái đeo lên là được rồi, cần gì phải mua? Này! Sắc mặt Hắc Chí Mai khó coi đến cực điểm. Cô ta hiểu, không phải Đinh Mộng Nhiên không mua, mà là cô khinh thường việc mua những món đồ này. Tất cả châu báu ở đây đều thuộc quyền sở hữu của người ta còn mua cái dám gì nữa. Đồng thời, Đinh Mộng Nhiên giảm giá 20% cho Hắc Chí Mai. Đây là chiếu cố sao? Ha ha, đây là ba thí mới đúng, đây là đang cố tình khoe ra, là tôi nói cho cô, tôi không thèm so đo với loại người nhỏ bé như cô. Trước nay Hắc Chí Mai vẫn luôn tìm cách chèn ép Đinh Mộng Nhiên, nhưng kết quả thì sao, cô ta lại bị Đinh Mộng Nhiên đạp xuống dưới đất rồi nghiền nát dưới lòng bàn chân. Đến cuối cùng, Đinh Mộng Nhiên thậm chí còn ngại dùng sức để giẫm nát cô ta nữa kìa. Nếu người ta giẫm lên bạn, ít nhất điều đó còn có nghĩa bạn có một chút sức nặng, còn có chút giá trị để người ta giẫm lên, nhưng hiện tại đến giẫm lên bạn đối phương cũng cảm thấy thừa hơi, điều này chứng tỏ trong lòng đối phương, bạn thậm chí còn chẳng bằng quả giấm. Hắc Chí Mai thua một cách thảm hại. Hai chân cô ta mềm nhũn, ngã ngồi ra đất, nhìn bóng dáng Đinh Mộng Nhiên đã đi xa, gào khóc, Đinh Mộng Nhiên, cô quay lại đây cho tôi. Tôi không cần cô giảm giá cho tôi muốn mua cái gì thì sẽ mua cái đó. Tôi mua nó với giá gấp đôi, không, tôi sẽ mua châu báu tốt gấp 10 lần châu báu của cô quay lại đây cho tôi mau. Đáng tiếc, dù cô ta có kêu thế nào đi chăng nữa, Đinh Mộng Nhiên cũng chẳng thèm phản ứng lại cô ta. Voi thì cần gì phải so đo với kiến. Giang Sách khẽ lắc lắc đầu, không nói gì cả, hai tay đúc túi quần, nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Đinh Mộng Nhiên. Trận chiến với oan gia cũ, Đinh Mộng Nhiên giành chiến thắng tuyệt đối. Ra khỏi cửa hàng, Đinh Mộng Nhiên quay lại xe, hai tay giơ lên, vui mừng kêu to một tiếng, a, thật vui quá đi. Đã bao nhiêu năm, cô bị Hắc Chí Mai xa lánh bao nhiêu năm, mỗi lần gặp mặt đều bị dỗi. Cuối cùng hôm nay cũng đã một hơi phát tiết tất cả những áp lực nhiều năm qua. Một chữ, sảng. Chương 799, hợp sức chống lại nhà cung cấp hàng hóa. Ngồi trong xe, Giang Sách mỉm cười nhìn cô vợ Đinh Mộng Nhiên, cố ý hỏi, dáng vẻ vừa nãy của em trông hút mắt thật đấy, trong lòng đang vui muốn chết rồi đúng không? Đinh Mộng Nhiên giả bộ không bận tâm lắm, em không giống anh, lấy chuyện trả đũa người khác ra làm niềm vui. Ồ, phải vậy không? Đương nhiên, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trên thực tế trong lòng Đinh Mộng Nhiên nhảy nhót đến điên rồi. Mặc dù như vậy thì quả thật là một con người vô đạo đức, vui mừng trên nỗi đau của người khác, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hắc Chí Mai này đáng bị như vậy. Ngồi cho chắc vào, chúng ta về nhà ăn cơm thôi. Giang Sách đạp chân ga, chiếc xe nghênh ngang rời đi. Mặc dù hôm nay không mua được món trang sức nào, nhưng Đinh Mộng Nhiên lại thu được một thứ còn đáng giá hơn cả trang sức. Về đến nhà,
hai vợ chồng già Đinh Khải Sơn và Tô Cầm đã chuẩn bị một bàn đồ ăn đầy ắp. Bọn họ cho rằng Đinh Mộng Nghiên sẽ mua một vài bộ trang sức đắt tiền về, vì để khiến con gái vui vẻ, hai vợ chồng già họ đã đặc biệt làm một bàn đồ ăn đầy ắp để ăn mừng cho cô. Kết quả thứ họ thấy lại là Đinh Mộng Nghiên quay về với hai bàn tay trống trơn, mà trên tay Giang Sách cũng tương tự, chẳng có gì cả. Đinh Khải Sơn cau mày hỏi, Mộng Nghiên à, sao con lại về tay không thế này? Là tại Giang Sách ngại đồ đắt tiền quá, nên không mua cho con sao? Tô Cầm đi tới xoa xoa tay, mở miệng, mẹ nói này Sách Nhi, chuyện này là con không đúng rồi. Trước đây con không có tiền thì thôi cũng được, nhưng giờ mỗi tháng con thu lợi nhiều như vậy, cũng nên bù đắp cho Mộng Nghiên nhà chúng ta cái gì giá trị chút đi chứ. Rõ ràng nói dẫn con bé đi mua trang sức, sao giờ lại quay về tay không thế này? Giang Sách làm vẻ mặt vô tội. Đinh Mộng Nghiên giải vây thay anh, ba, mẹ, chuyện này không thể trách Giang Sách được, là tự con không muốn mua thôi. Đinh Khải Sơn hừ lạnh một tiếng, vớ vẩn, trên đời làm gì có người phụ nữ nào là không thích trang sức chứ? Con đừng ra mặt nói đỡ cho nó nữa. Đúng là bản tính đàn ông, có tiền cái là trở thành một con người đồi bại. Mộng Nghiên, mấy năm trước con chịu khổ chịu cực nhiều như vậy, bây giờ con có quyền được tiêu xài, không cần phải tiết kiệm hộ nó. Đinh Mộng Nghiên cười cười, kéo một chiếc ghế dựa ra rồi ngồi xuống, mở miệng, mặc dù Giang Sách không tặng con mấy món trang sức châu báu đắt tiền, nhưng anh ấy lại tặng con một món quà còn đáng giá hơn nữa kìa. Ồ, Đinh Khải Sơn và Tô Cầm đồng thanh hỏi, món quà gì vậy? Đinh Mộng Nghiên đặt bản hợp đồng vừa mới ký lên trên bàn, vỗ vỗ vào nó với vẻ mặt cực kỳ đắc ý, anh ấy đã tìm giúp con một công việc phù hợp. Công việc? Đinh Khải Sơn lại càng không vui. Ông hỏi với vẻ mặt rất không cao hứng, Giang Sách, bây giờ mỗi tháng con cũng kiếm được không ít tiền, hà tất gì phải bắt Mộng Nghiên ra ngoài đi làm. Con không thể để con bé ở nhà nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho việc sinh con được hay sao? Đinh Mộng Nghiên bĩu môi, ba, con là cái loại chỉ biết ăn cơm không biết làm việc hay sao chứ? Ba con lại bắt đầu. Tô Cầm bước tới cầm bản hợp đồng lên xem, có công việc cũng tốt, phụ nữ cũng cần phải độc lập tài chính, không thể cái gì cũng dựa vào người đàn ông được. Ví dụ như mẹ đây, bị ba con quản cả đời, một chút tự do cũng chẳng có. Đinh Khải Sơn trợn trắng mắt liếc nhìn bà một cái, ha, phụ nữ mấy người khua môi múa mép đúng là miễn chê đấy, thế nào là anh không cho em tự do? Em nói, ông vừa định mở miệng lại nhài thêm vài câu với Tô Cầm, kết quả vừa nhìn đã thấy Tô Cầm giống như bị trúng gió, cả người run lẩy bẩy, hai mắt trừng to hết cỡ. Trông chẳng khác gì là bà nhìn thấy quỷ. Này bạn già của tôi ơi! Bà bị làm sao nữa vậy? Đinh Khải Sơn sợ tới mức ba chân ban cẳng chạy tới đỡ Tô Cầm. Tô Cầm cố gắng quay đầu lại nhìn, cầm bản hợp đồng trong tay rồi đưa cho Đinh Khải Sơn. Ông à, ông nhìn công việc này đi. Công việc có vấn đề gì sao? Đinh Khải Sơn nhận lấy bản hợp đồng rồi xem qua một lượt, phản ứng của ông chỉ có hơn chứ không kém Tô Cầm. Ông hoảng sợ nhìn Đinh Mộng Nghiên, hỏi với vẻ mặt không thể tin được, Mộng Nghiên à? Bây giờ con là tổng giám đốc chi nhánh Giang Nam của châu báu Hằng Tinh thật sao? Đinh Mộng Nghiên mỉm cười không nói lời nào. Thật không thể tin được, nhà chúng ta lại có một nhân vật lớn thế này. Đinh Khải Sơn nhìn kỹ bản hợp đồng, xác nhận lại lần nữa, trong lòng vẫn cảm thấy khó mà tin được. Vốn tưởng rằng Giang Sách lên làm vị trí giám đốc thu mua đã là lợi hại lắm rồi, nhưng thật không ngờ con gái mình còn có bản lĩnh lớn hơn nữa. Vậy thì sau này cả gia đình sẽ không phải lo về việc cơm ăn áo mặc. Đinh Khải Sơn muốn từ chức ngay lập tức, xem ra cả đời này ông sẽ không còn phải lo về vấn đề không đủ tiền tiêu nữa rồi. Đinh Mộng Nghiên nói, công việc mới này của con là do Giang Sách mang tới, ba, mẹ, hai người còn có ý kiến gì nữa không? Không có, tuyệt đối không có. Đinh Khải Sơn nào dám có ý kiến quái gì nữa chứ? Vừa rồi ông còn tưởng rằng Giang Sách đã tìm cho Đinh Mộng Nghiên một công việc tầm thường, cho nên mới dám lớn tiếng đưa ra ý kiến như vậy, giờ biết Đinh Mộng Nghiên trở thành tổng giám đốc một công ty lớn, ông vui mừng còn chẳng hết, làm gì rảnh hơi đâu mà bày đặt ý kiến ý cỏ. Không những không có ý kiến, Đinh Khải Sơn còn vui mừng hỏi, con rể cưng của ba, con còn thiếu người không? Con cũng sắp xếp cho ba một công việc đi, con yên tâm, ba không cần làm tổng giám đốc đâu, cho ba cái chứ phó tổng. Hay VPA gì đấy cũng được. Giang Sách gãi gãi đầu, chuyện này có hơi khó. Tô Cầm trợn trắng mắt liếc Đinh Khải Sơn một cái, nói, Sách Nhi, con đừng nghe ba con nói hưu nói vượt, một lão già như ông ấy thì có thể làm được gì chứ? Ha,
bà vợ già xấu xa của tôi, sao có thể bôi nhọ tôi như thế? Cả gia đình ngồi trên bàn ăn ồn ào nhốn nháo đủ thể loại chuyện, cùng tận hưởng bữa ăn thịnh soạn. Mặc dù hôm nay Đinh Mộng Nghiên không mua được món trang sức đắt giá nào, nhưng nó cũng không còn quan trọng nữa rồi, thân là tổng giám đốc, sau này cô muốn mua món trang sức châu báu nào mà chẳng được. Bữa cơm này, coi như là chúc mừng Đinh Mộng Nghiên thăng chức. Cùng thời gian, Sử Chính Cương một trong ba nhà cung cấp lớn nhất đang ngồi ngay ngắn trong văn phòng để làm công việc đếm tiền, nhìn một xấp tiền giấy mới tinh thơm tho bày ra trước mắt, Sử Chính Cương vui mừng đến nỗi cười không khép được miệng. Ông ta vừa cười tủm tỉm vừa lẩm bẩm, 800 triệu ơi 800 triệu, RIP đúng là ân nhân cứu mạng của mình, rất có tinh thần cống hiến. Lần này xem như tôi trúng số rồi, xài bao nhiêu cũng không hết. Mới vừa nãy thôi Sử Chính Cương còn ảo tưởng làm thế nào để mở rộng quy mô, mở rộng con đường cung cấp hàng hóa, trở thành nhà cung cấp hàng hóa hàng đầu ở khu Giang Nam, đánh bại tất thảy những nhà cung cấp hàng hóa khác. Đợi đến khi ông ta trở thành nhà cung cấp hàng hóa hàng đầu trong giới, vậy thì khi đó ông ta muốn làm gì mà chẳng được. Đến lúc đó ông ta sẽ một bên cá kiếm từ nguyên thạch, một bên cá kiếm từ châu báu, được lợi cả đôi đường, lời to. Càng nghĩ càng mừng, giờ phút này Sử Chính Cương chỉ hận nỗi không thể ra nhảy một điệu. Đúng vào lúc này, tiếng đập cửa vang dội bất ngờ truyền đến, Sử Chính Cương vội vàng cất tiền vào ngăn kéo, mời vào. Cửa đẩy ra. Dương Thành tổng giám đốc bộ phận tiếp thị cầm một xấp tài liệu thật dày bước tới. Ông chủ. Ừ, Tiểu Dương, tìm tôi có chuyện gì sao? Dương Thành nói với vẻ mặt có phần khó coi, hai ngày nay công ty đã xảy ra một số chuyện, tôi cảm thấy cần phải báo cáo cẩn thận với ngài một chút. Sử Chính Cương vừa nghe đã cau mày, công ty vừa mới kiếm được 800 triệu, vui còn không hết, vận may như vậy thì có chuyện quỷ gì xảy ra được chứ? Nói. Đầu tiên, Dương Thành mở một tập tài liệu ra rồi đặt trên mặt bàn trước mặt Sử Chính Cương, ông chủ, ông thử xem qua đi. Sử Chính Cương cầm lên rồi nhìn lướt qua. Hả, tại sao toàn bộ mấy công ty châu báu này lại bất ngờ đổi ý như vậy? Dương Thành gật gật đầu, đúng vậy, mấy công ty châu báu ban đầu vốn đã đồng ý ký hợp đồng mua bán nguyên thạch với chúng ta, tất cả đều đổi ý không ký nữa. Không chỉ có thế, những người vốn có ý định hợp tác với chúng ta, dạo gần đây họ cũng thi nhau cắt đứt liên lạc với công ty mình. Ngay cả những công ty cũ đã hợp tác với chúng ta nhiều năm, gần đây họ cũng bắt đầu vạch rõ ranh giới với chúng ta. Tại sao lại như vậy? Sử Chính Cương mở miệng dò hỏi, có phải là bị hai công ty kia cướp khách hàng không? Loại chuyện này thi thoảng vẫn hay xảy ra. Dương Thành lắc lắc đầu, không phải, tôi đã âm thầm theo dõi, và hai nhà cung cấp kia cũng rơi vào tình trạng tương tự như chúng ta, tình hình hiện tại của bọn họ cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy đâu. Điều này đúng là hơi kỳ quái. Nếu không phải vì hai công ty kia tranh khách hàng, vậy thì tại sao những khách hàng vốn đang thương lượng tốt lại bất ngờ đổi ý như vậy? Thậm chí còn không thèm nói rõ lý do. Lúc này, Dương Thành cắn cắn môi, cực kỳ khó khăn nói, ông chủ, tôi cảm thấy có thể là người kia đang giở trò. Người kia, ai? Giang Sách. Giang Sách, tại sao lại nghĩ như vậy? Ông chủ, dựa theo những gì tôi điều tra được, Giang Sách có liên hệ mật thiết với những công ty châu báu này. Mặc dù không có chứng cứ xác thực chứng minh chuyện này do Giang Sách đứng sau giở trò, nhưng căn cứ vào hành động của Giang Sách, rất có thể khách hàng của chúng ta đã bị anh ta cướp mất. Ồ! Sử Chính Cương ngả người ra sau, hơi hơi nhíu mày. Ông ta nhớ tới một chuyện khác, đó là lúc đấy anh có tới đây yêu cầu ông ta không được hợp tác với RIP, nhưng ông ta chẳng những không đồng ý, thậm chí còn chửi Giang Sách một trận. Khung cảnh lúc đó ầm ĩ đến khó coi. Ông ta còn nhớ rõ. Khi ấy Giang Sách đã ném lại một câu, sớm muộn gì cũng có ngày ông phải hối hận. Sau đó lại biết rằng, Giang Sách chỉ đang cố tình diễn kịch, đào sẵn hố để RIP mắc mưu rồi nhảy vào, và trời xui đất khiến thế nào Sử Chính Cương lại là người khiến kế hoạch của Giang Sách thành công. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng chính vì chuyện này, mà Sử Chính Cương và Giang Sách đã cạch mặt nhau. Giang Sách tìm người đối phó ông ta đương nhiên cũng không phải chuyện gì lạ. Sử Chính Cương cười khẩy một tiếng. Nói với vẻ khinh thường, ông đây mới vừa kiếm được 800 triệu, thừa vốn chi tiêu rồi. Cái loại rác rưởi như Giang Sách mà cũng đòi đấu với tôi sao? Ha ha, tôi lại rất muốn xem, cậu ta sẽ lấy cái gì để đấu với tôi? Không có hàng hóa ông đây cung cấp, để tôi xem công ty châu báu của cậu ta sẽ mua nguyên thạch từ đâu. Dứt lời, ông ta lại quay sang dặn dò Dương Thành, Tiểu Dương này, cậu hãy giúp tôi chuyển lời với hai nhà cung cấp còn lại.
ba nhà chúng ta có chung kẻ địch, cùng nhau hợp sức đùa chết Giang Sách đi. Dương Thành gật gật đầu, tôi hiểu rồi. Dương Thành rời khỏi văn phòng, đóng cửa lại, Sử Chính Cương gõ nhẹ lên bàn. Giang Sách ơi Giang Sách, cậu tưởng rằng liên minh với các công ty châu báu lớn nhỏ khác, là có thể chống đối không mua sản phẩm của bọn tôi sao? Ha, đúng là ngu xuẩn. 95% hàng hóa của toàn bộ khu Giang Nam này, đều nằm trong tay chúng tôi đấy. Không nhập hàng từ ba nhà cung cấp chúng tôi, các người còn có thể nhập hàng từ đâu được chứ? Tập đoàn lớn như châu báu Hằng Tinh thì có thể còn trụ được, nhưng những công ty khác có thể cầm cự được bao lâu đây? Có lẽ một tuần sau lại đến khóc lóc cầu xin tôi cũng nên. Đối với tôi, là cậu đang tự tìm đường chết rồi. Dưới cách nhìn nhận của Sử Chính Cương, chẳng có lý do nào có thể khiến ông ta bại trong trận này. Dù sao thì 800 triệu cũng đủ để ông ta chống đỡ trong một khoảng thời gian dài, không sinh lời cũng không quan trọng, mà còn nữa, hàng hóa nằm trong tay ông ta, những công ty châu báu đó chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của ông ta. Định liên minh để chống lại nhà cung cấp hàng hóa. Si tâm vọng tưởng. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, Sử Chính Cương căn bản là không thèm để tâm đến Giang Sách. Ông ta tự ước tính thời gian, 7 ngày. Nhiều nhất là 7 ngày, những công ty châu báu nhỏ đó nhất định sẽ quay lại cầu xin ông ta, hợp lực với ông ta, đến lúc đó mọi người sẽ cùng liên minh chống lại Giang Sách, châu báu Hằng Tinh. Giang Sách, cậu đã chọc giận ông đây rồi. Bây giờ cậu có cầu xin tôi cũng muộn, hừ hừ. Chương 800, cái dạ dày lớn. Hai ngày sau, tại chi nhánh Giang Nam của châu báu Hằng Tinh. Giang Sách ngồi trên sofa trong văn phòng. Thong dong lật dở xem mấy trang tin tức gần đây. Chủ tịch Kỳ Trấn đẩy cửa đi vào, ngồi xuống bên cạnh Giang Sách, cau mày nói, cậu Giang này, tình hình có vẻ không được ổn lắm. Cách thức liên minh với mấy chục công ty châu báu khác để chống lại ba nhà cung cấp hàng hóa lớn này, dường như không được ổn lắm. Bọn người Sử Chính Cương chẳng những không chịu thua, còn hợp lực chống lại chúng ta. Hiện tại bọn họ đã cắt đứt nguồn cung cấp, nhất quyết không chịu bán hàng hóa cho chúng ta, châu báu Hằng Tinh thì có thể trụ được. Nhưng những công ty nhỏ khác thì cầm cự được bao lâu? Giang Sách bỏ điện thoại xuống, di chuyển laptop qua, mở một tập tin. Chủ tịch, ông xem thử cái này đi. Kỳ Trấn xem xong thì lập tức vui vẻ trở lại, ồ, khu Giang Nam muốn khai thác thị trường, hỗ trợ thành lập nhiều nhà cung cấp nguyên thạch, đây đúng là một chuyện rất tốt đấy. Giang Sách nói, dựa theo kế hoạch, hai ngày sẽ có 6 nhà cung cấp hàng hóa được thành lập, họ hoàn toàn có thể thay thế được 3 nhà cung cấp trước đó. Đợi đến khi nhà cung cấp hàng hóa mới đến, bọn người Sử Chính Cương đó sẽ phải ngoan như cún ngay. Kỳ Trấn vẫn không yên tâm lắm, nhưng bọn người Sử Chính Cương cắm rễ ở khu Giang Nam này lâu như vậy rồi, liệu họ có trả đũa những nhà cung cấp mới, hay thậm chí là kéo những nhà cung cấp này về phe của mình không? Giang Sách lắc lắc đầu. Sẽ không có chuyện đấy. Toàn bộ những nhà cung cấp này đều được phía chính phủ công nhận và nâng đỡ. Bọn người Sử Chính Cương mà làm ra hành động gì không đúng, sẽ lọt vào mắt chính phủ và bị đả kích mạnh mẽ, bọn họ chắc chắn sẽ không dám động. Kỳ Trấn gật gật đầu, nói như vậy, bọn người Sử Chính Cương khi đó sẽ rơi vào tình trạng nỏ mạnh hết đà. Không sai, Giang Sách nói với điệu bộ vô cùng bình tĩnh, cho tôi thêm thời gian mấy ngày nữa, tôi sẽ nuốt hết lô hàng hóa còn thừa lại kia với cái giá thấp nhất. Ở một nơi khác, Sử Chính Cương đi đi lại lại trong văn phòng. Sầu không để đâu cho hết. Ông ta vốn tưởng rằng chỉ cần liên minh với hai nhà cung cấp còn lại là có thể phá hỏng thủ đoạn của Giang Sách, kết quả thì sao chứ, tự dưng bên phía chính phủ lại nhúng một tay vào chặn đứng đường đi của ông ta, nâng đỡ nhiều nhà cung cấp mới. Trong phút chốc, cục diện lũng đoạn của bọn họ đã bị đánh vỡ. Đến lúc đó, bọn người Giang Sách có thể thoải mái nhập hàng hóa từ những nhà cung cấp đấy, và đống hàng hóa của Sử Chính Cương sẽ chỉ tích lũy càng ngày càng nhiều. Căn bản là không có nguồn tiêu thụ. Và điều càng đáng sợ hơn cả là, rất nhiều người trước đó đã ký hợp đồng, bây giờ đều thi nhau không trả tiền, nhìn điệu bộ thì có thể là đang muốn trốn chạy. Hàng hóa bị tồn kho không bán ra ngoài được, với Sử Chính Cương mà nói, chuyện này là một đòn đả kích rất lớn. Phải làm sao bây giờ đây? Sử Chính Cương sầu cũng chẳng xong. Dương Thành mở miệng, ông chủ, tại sao chúng ta không thử mượn sức của những nhà cung cấp mới đó? Sử Chính Cương cười khẩy, cậu tưởng bọn họ là đồ ngốc sao? Mấy nhà cung cấp lâu năm như chúng ta chính là đối thủ trên thường trường của họ, họ đương nhiên sẽ nhân cơ hội này hợp tác với Giang Sách và mấy công ty châu báu kia, liên minh lại để xử lý chúng ta, sao có chuyện họ sẽ giúp chúng ta chứ?
vậy thì, chúng ta sẽ đe dọa chèn ép bọn họ, không cho phép bọn họ cung cấp hàng hóa cho Giang Sách và mấy công ty châu báu khác. Ngu ngốc, bọn họ được chính phủ nâng đỡ, cậu thử động một cái thử xem. Chỉ một giây thôi, cậu sẽ bị vứt vào tù ngay tức khắc đấy. Này cũng không được, kia cũng không xong. Nguy cơ lần này, xem ra là không có cách giải quyết rồi. Sử Chính Cương liên tục thở dài, tuy rằng trong tay vẫn còn 800 triệu thì có thể tiếp tục chống đỡ thêm một thời gian nữa, nhưng ngồi không núi vàng cũng sẽ hết. Đơn đặt hàng mới không có, những đơn đặt hàng cũ thì bị hủy bỏ, đã ký hợp đồng còn chơi xấu không trả tiền, nếu cứ tiếp tục thế này, công ty Sử Chính Cương cũng sẽ đến lúc phá sản. Vậy mà trước đó ông ta còn mơ tưởng có thể làm to làm lớn. Bây giờ thì nhìn xem, mơ tưởng đúng là mơ tưởng, mãi mãi không thể thành sự thật. Hai người bọn họ ngồi trong văn phòng, mặt ủ mày ê, mãi không nghĩ ra được cách nào hay, bọn họ đã bị Giang Sách bước tới đường cùng rồi. Bây giờ Sử Chính Cương mới hiểu được câu nói đó của Giang Sách, ông sẽ phải hối hận. Đây không phải là một câu nói vô tình khi tức giận, cũng không phải là một câu nói qua loa cho có lệ, Giang Sách nói được thì làm được, quả thật anh đã khiến Sử Chính Cương phải hối hận. Chuyện đi tới nước này, khả năng có xin lỗi cũng không phải cách hay. Tuy rằng nói kẻ phạm tội rồi nói xin lỗi, thì cảnh sát vẫn sẽ làm việc của họ là hành xử. Nhưng chuyện tới nước này, có lẽ ngoài xin lỗi ra thì chẳng còn cách nào khác. Sử Chính Cương thở dài, Dương Thành, chuẩn bị cho tôi một chút quà, tôi muốn tới châu báu hàng tinh một chuyến, tôi phải tìm Giang Sách. Dương Thành đương nhiên hiểu ông ta muốn làm gì. Tôi hiểu rồi ông chủ, giờ tôi sẽ đi chuẩn bị ngay đây. Một giờ sau, Sử Chính Cương đã xuất hiện trước cửa tòa cao ốc công ty châu báu hàng tinh. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên lễ tân, cuối cùng ông ta đã đi tới trước cửa văn phòng của Giang Sách. Cốc cốc cốc, Sử Chính Cương cực kỳ lễ phép gõ cửa văn phòng ba cái. Mời vào. Một tiếng kéo kẹt vang lên, cánh cửa bị đẩy ra. Sử Chính Cương xách theo một hộp quà tinh xảo bước vào, nhìn Giang Sách cười tủm tỉm, ai u, giám đốc Giang, đã lâu không gặp, cậu càng ngày càng đẹp trai, có khí chất đấy. Giang Sách dương mắt nhìn ông ta, cúi đầu nói, chẳng phải ông chủ Sử đây sao? Có chuyện gì vậy, tìm tôi có việc à? Sử Chính Cương đặt hộp quà lên trước bàn làm việc của Giang Sách. Giám đốc Giang nói vậy là sao chứ, chẳng lẽ không có việc là không thể tới thăm cậu được sao? Hôm nay tôi đặc biệt chuẩn bị chút quà mọn tới đây, là để gặp đại minh tinh trong ngành sản xuất châu báu của chúng ta, chiêu thức tiêu diệt RIP mà cậu tạo dựng nên đúng là quá lợi hại. Giang Sách bình thản đáp lại một câu, chuyện đó ít nhiều cũng có sự trợ giúp của ông chủ Sử, nếu không thì kế hoạch sẽ không được thuận lợi như vậy. Lời này thật sự lạnh đến buốt xương. Nếu là bình thường, Sử Chính Cương chắc chắn đã không nể mặt bỏ chạy lấy người từ lâu, nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hôm nay ông ta có việc cần nhờ người ta, Giang Sách dù có khó coi hơn nữa, ông ta cũng phải nhịn. Không để ông ta kịp nói thêm gì, Giang Sách đã giành trước, thôi được rồi. Ông chủ Sử không cần vòng vo thêm với tôi nữa đâu, giữa chúng ta không có bất kỳ quan hệ cũng như cảm tình gì, thậm chí là còn không hợp. Tôi cho ông 3 phút để nói ý đồ mình đến đây ngày hôm nay, đến lúc đó tôi sẽ suy xét xem có nên giữ ông lại hay không. Sử Chính Cương tức đến nỗi suýt nhảy dựng lên. Ông ta siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng nặn ra một nụ cười, thành thật mà nói, mục đích tôi tới đây ngày hôm nay là hy vọng giám đốc Giang đừng nhắm vào tôi nữa. Tôi thật sự biết sai rồi. Xin cậu giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một con đường sống. Giám đốc Giang, cậu liên minh với những công ty châu báu khác không mua hàng hóa từ chỗ tôi, hiện tại công ty tôi đến một đơn hàng còn không có nữa, tôi lo muốn chết rồi. Giang Sách cười khẩy nói, chẳng phải ông vẫn còn 800 triệu đó sao? Số tiền đó cũng đủ để ông cầm cự thêm 2-3 năm nữa. Chưa kể, ông còn liên minh với hai nhà cung cấp còn lại, quyết không bán hàng hóa cho chúng tôi còn gì. Sao rồi? Sao không nghĩ cách tiếp tục nữa đi? Sử Chính Cương thở dài, giám đốc Giang, tôi thật sự không gạt cậu. Vốn dĩ tôi cũng định tiếp tục, nhưng tôi thật sự không lường trước được chính phủ đột nhiên nhúng tay vào rồi chặn đứng mọi đường đi của tôi. Lần này tôi thua thật rồi, tôi thua tâm phục khẩu phục. Giám đốc Giang, phán đoán của cậu, mưu kế của cậu thâm hậu hơn tôi nhiều, không phục không được. Có thể thấy được, Sử Chính Cương này cũng còn chút đầu óc, biết nhận thua là được. Giang Sách gõ nhẹ mấy cái lên mặt bàn, cười nói, nếu đã nhận thua, thì có phải ông nên thể hiện chút thành ý của mình ra không nhỉ? Sử Chính Cương vỗ vỗ hộp quà trên mặt bàn, đây chính là thành ý của tôi.
Món đồ trong này có giá trị lên tới cả trăm vạn, Sử Chính Cương cho rằng như vậy là đủ đả động Giang Sách. Nhưng mà, Giang Sách thậm chí còn không thèm xem, mà thẳng tay đẩy hộp quà đi. Ông chủ Sử, có phải ông đã quá coi thường Giang Sách tôi rồi không? Tôi là một người ăn rất nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 800.